Welcome back mọi người đến với kênh Chí Nữ Bộ Phương TV. Là Hào đây. Và Trường Thảo. Ngày hôm nay rất là đặc biệt, Thảo và Hào đã có mặt tại trường đại học Ngoại Thương để mà cùng nhau back to school cùng với thương hiệu Amap. Yeah, hôm nay thực sự rất là đặc biệt luôn. Và chúng ta hãy cùng nhau theo chân Thảo và Hào đi vào bên trong cùng tham gia sự kiện này của Amap và Nam Bộ Phương nha. Let's go. Ơi, đông quá, đông quá, đông quá. Ê, mấy cây dễ thương quá à, vừa vừa. Quê quá hay hơn. Đây, đây là cái quầy booth của mình ngồi ngay hôm nay nha mọi người, cũng quầy của Amap. Thì nếu mọi người nhìn trên poster sẽ có rất là nhiều nước hoa luôn. Mà cái nước hoa này trước giờ Hào chưa review mà hiện tại đang rất là nổi trên thị trường á. Thì sẵn từ hôm nay Hào sẽ review nóng cho mọi người tại chỗ luôn ha. Có một vài mẫu cũng đã có mặt ở Nam Bộ Phim rồi, cho nên mai mốt về Hào sẽ review kỹ lưỡng hơn cho mọi người. Theo mình như mọi người thấy hiện tại không gian ở đây rất là đông sinh viên luôn á. Mà kiểu như Hào ra trường chắc là phải 6-7 năm rồi, cho nên Hào không nhớ chính xác là hồi xưa trường Hào có học nhân văn là có làm cái lễ này hay không. Nói chung là nhìn là cũng rất là nhiều kỷ niệm OV. Cái sự kiện gì vui chứ ạ? Sự kiện Amap, thằng này nó đi chung nãy giờ mình không biết gì hết trơn. Wow. Sự kiện người ta dành cho tân sinh viên mà giờ còn hỏi nữa. Em đang cố nhắc lại cho mấy bạn viewer xem thôi. Vậy, vậy sao? Dạ sao? Ok, và hiện tại Hào và Thảo đang có mặt ở tại booth của Nam Bộ Phim và thương hiệu Amap ha. Thì Hào sẽ đi sơ ngoài một vài thứ hay ho ở tại cái quầy này ngày hôm nay cho mọi người biết nha. Thì nếu mà các bạn sinh viên ngày hôm nay tân sinh viên nữa muốn tham gia chương trình để mà nhận quà các kiểu á, thì sẽ có một cái vòng xoay ngay chỗ đây nè. Mọi người tới check in, chụp hình và quay video của mình up lên, share trời công khai đúng không? Public thì mọi người sẽ được một lần quay. Và trong này có rất là nhiều quà nha. Chúng ta sẽ có những cái quà như là ly nước nè. Hay làm sinh viên thì chắc ai cũng thích luôn. Có ly nước xịn đúng không? Mà ly nước cũng nhìn xịn sò nha. Đó, chỗ có thiệu Amap luôn má. Quá xịn. Tiếp theo là một phần quà mà chắc chắn sinh viên nào cũng sẽ được nhận được. Đó chính là một phần quà ô tô. Nè, mình có gì ta? Sổ tay của Nam Bộ Phim. Với lại là mình có một cái móc khóa rất là dễ thương, nhỏ nhắn nữa. Còn rất là nhiều phần quà nhỏ nhỏ khác, giống như là phần travel spray, các mùi hương đến từ nhà Amap. Như mình có khớp để nuôi, Iconic nè, Imperial. Hình như là gặp dòng nào cũng có đúng không Thảo? Dòng nào cũng có luôn. Và bây giờ Hào sẽ review sơ và mọi người một vài cái gương mặt mà có ngày hôm nay nha. Thì hiện tại Hào có những cái mùi hương mà chưa có mặt ở trên của Nam Bộ Phim luôn. Nhưng mà những cái dòng này nè, tức là La Parfait. Hồi nãy Hào có thử sơ rồi thì cảm nhận của Hào á, để chút nữa Hào cho Thảo chia sẻ cảm nhận của Thảo sau. Nhưng mà cảm nhận của riêng Hào, cầm dùm xíu đi. Đúng quá, trời ơi, nhiều đồ quá luôn á. Thì cái chai đầu tiên là Azure. Hào ngửi như tay Hào á, cái chai này màu xanh nhưng mà cảm nhận mùi nó sẽ ngọt hơn một xíu, cảm giác nó hơi có vani á. Hào ngửi thử. Thấy sao? Không, nó cũng có mùi cam chanh. Cũng có cam chanh nhưng mà cũng vẫn tươi á, nhưng mà cứ thiên ngọt một xíu mà vẫn dùng được hàng ngày lẫn luôn. Tiếp theo cái chai Hennet, đây là cái màu hồng, Hào thấy kiểu nó bánh bèo nhưng mà cũng có một cái mùi gì đó tươi tươi. Nói chung là ba mùi hương ở hiện tại ngày hôm nay Hào thấy là tất cả mùi hương là đánh đúng vào đối tượng ngày hôm nay, tức là tân sinh viên. Thứ nhất là thương hiệu ngon bộ rẻ nè, giá ok, mà mùi hương nó còn sử dụng được hàng ngày, dễ dùng nữa. Cái chai này Hào thấy là có lẽ là cái chai nó sẽ thiên hướng sang trọng hơn một xíu, mà các bạn sinh viên xài thì vẫn rất là ok luôn. Trời, nhạc lên mọi người ơi, nhạc lên quá trời luôn, quá trời hoạt động ngày hôm nay cho sinh viên luôn. Đó, thì còn một vài gương mặt khác thì Hào đã từng có review rồi, thì có dịp lần sau Hào sẽ review kỹ hơn ở trên kênh Nam Bộ Phim. Nhưng mà có một chai khác nữa của sinh Hào nghĩ rất là hợp với sinh viên nam mới đầu tiên, lần đầu tiên sử dụng luôn, tức là đọc sao, đọc nghe cái El Cielo. Cielo gì má, cái chai nào đọc tại là El Cielo đây ha. El Cielo chai này họ thấy mùi basic nhưng mà kiểu nam tân sinh viên là không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ còn một mùi dễ xài, rẻ mà dùng được đi rất nhiều nơi là ok rồi. Ở cái bộ này á là Thảo thấy có một chai nữ nó cũng rất là dễ thương, nhưng mà vì sao, vì hôm nay là cháy hàng chai nữ rồi nên chỉ có mặt ở đây là một chai của nam thôi. Và ngoài ra đúng rồi, một bộ của nó thì đây là nam và một chai màu hồng là nữ nữa. Và cái mùi của hai cái chai này á nó cũng rất là kiểu rất là dễ dùng, nhẹ nhàng. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu thử, ví dụ như là qua Imperial cũng là một trong những cái chai rất là hot trong 2 năm vừa qua. Và ngoài ra các bạn chơi tham gia vòng xoay may mắn sẽ có rất là nhiều cơ hội để nhận được những món quà, đặc biệt là cái ống mini như thế này, rồi các bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình cũng như
là trải nghiệm, và khi nào mà mình thích quá thì mình có thể mua luôn một chai full nha. Và cái event ngày hôm nay á là trên Tây Thảo, như các bạn có thấy rất là nhiều quà, thành ra là chúng ta review nhanh tới đây thôi, và mình để thời gian để cùng nhau các bạn sinh viên vào trong để trải nghiệm cái booth này của Amap cũng như là Number Firm nha, và cùng nhau yes và cùng theo Chân Hào và Thảo cùng theo Chân Hào và Thảo, đúng rồi, theo sát các bạn sinh viên để trải nghiệm những cái booth ngày hôm nay. Ok, thank you. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem chiếc vlog vừa qua ha. Nói chung là Hào và Thảo tham gia cho chương trình ngày hôm nay tân sinh viên thì cái mình cũng thế mình có tuổi rồi quá, nói chung là cái gì hồi xuân thì hồi xuân thì cũng công nhận thì mình có tuổi, tôi đâu có chê đâu trời. Không, tôi đâu có tuổi đâu, tôi chỉ măng mới có 18 tuổi trời. Ok thì hôm nay vlog ngày hôm nay có chung là cái phần review của Hào về những cái chai nước hoa của Hào và Thảo ngày hôm nay, có phần nó hơi chấp nhoáng, hơi nhanh một xíu, thì có gì Hào sẽ để dành cho những video lần sau, Hào sẽ review kỹ hơn cho mọi người khi mà có dịp trải nghiệm nước hoa của nhà Amap ở tại Number Firm nha. Tại vì hôm nay là chủ yếu trải nghiệm của các bạn sinh viên thôi, còn cảm nhận của tụi mình thì thật ra là có nhiều thời gian để mà mình chia sẻ hơn, thành ra là kết thúc vlog ngày hôm nay, và hy vọng Thảo với Hào sẽ có được những cái dịp ý nghĩa như là ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Nhớ like, subscribe kênh giải trí Number Firm TV nha. Mình là Hào Gaga, mình là Trần Thảo. Bye bye, bye, bye.